Rồi, chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã trở lại channel của Lý Thái Xem. Vâng, thì hôm nay ở video này, Lý Thái sẽ chia sẻ lại về kỹ thuật chia truyền. Thì trong bài lá, anh em cũng biết chia truyền là một kỹ năng rất khó. Khó trong tất cả các kỹ năng. Và trong câu chuyện này, chúng ta luyện, chúng ta phải có sự quyết tâm, kiên trì, nóng tánh, võ công cao là thua. Nha. Tại vì có nhiều người luyện, có thể luyện một vài tháng là thành. Có nhiều người luyện đến năm nữa các bạn. Đó. Tại sao chúng ta luyện đến năm mới thành? Đôi người đến 2 năm, 3 năm. Đó. Lý do là chúng ta luyện, gặp khó, chúng ta nản, chúng ta nghỉ. Đó, rồi bắt đầu, đã lâu có chúng ta hứng cho chúng ta luyện lại nữa. Nên vậy là không thành công. Luyện phải có sự quyết tâm, sự kiên trì. Nha. Chúng ta đừng đặt nặng vấn đề sự thành công mà từ từ như lục bình trôi thì đảm bảo sẽ thành công. Bản thân của Thái nè, luyện căn truyền lúc đầu luyện cũng nản, cũng khó, cũng nghĩ, nhưng mà cái suy nghĩ của mình đơn giản, tại sao người ta làm được mà mình không, mình có thua người ta đâu. Chính vì thế từ đó mà Thái mới quyết tâm luyện được căn truyền. Trong cái ăn truyền này thì nó có bốn cách cầm bài: khóa đầu khóa đít, khóa đầu không khóa đít, khóa đít không khóa đầu, và cầm phổ thông như thế này. Đó. Thì thấy cách nào thấy cũng chia được hết nha, và thấy chủ yếu là cầm kiểu phổ thông như thế này. Tại vì bây giờ chúng ta chơi thì chúng ta cầm bài như thế này, ít ai để chúng ta cầm như thế này là thầy thợ. Cầm như này là của cầm không giống ai à, cầm như này này cũng thầy thợ đó. Chính vì thế mà cầm ngang như gì cho nó chắc đó, và cái cầm ngang này nó rất là khó cân lá bài. Ví dụ như chúng ta cầm như thế này, chúng ta đẩy lá bài ra thì nó có cái ngón út này nó cân được. Chúng ta cầm như thế này thì đẩy lá bài ra nó có ngón trỏ nó cân. Chúng ta khóa đầu khóa đít như thế này, đẩy ra thì ngón trên ngón dưới này nó cân đó. Vì cầm kiểu này không có ngón nào cân hết trơn, mà mình tự cân bằng ngón cái. Đó. Vì thế mà cái cách này luyện nó khó, nhưng mà khi nó thành công rồi thì nó ok. Đó. Và khi chúng ta luyện, trước kia thì thấy luyện chia sẻ bằng cách là đẩy chết lá. Giống như mà đẩy lá này ra kéo vô, đẩy đây nè, rút rồi kéo vô, đẩy ra rút kéo vô. Đó. Vậy thì ngón tay này nó không động, đó thấy chết lá luôn. Đó. Vậy thì hôm nay thầy chia sẻ cho các anh em đẩy lá bài ra một lá như thế này, thì kéo vô thì ngón tay cái này dở lên đặt xuống, tiếp tục đẩy dở lên đặt xuống, đẩy ra nơi gì nó mới tự nhiên. Và cái này nó cũng rất là khó luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chơi đánh bài. Ví dụ như chơi đây 1 tụ 2 tụ 3 tụ 4 tụ. Vậy thì trong 4 tụ này chúng ta lấy được cái gì? Đây. Đây. Vậy thì anh em xem đi. Cái 5. Thì nhớ vị trí 1, 4, 9. Cây 1 và cây thứ 9 nó sẽ quay đầu. Còn cây thứ 5 này thì mình phải chuyển. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ để đây. Chia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, rất chậm cho anh em xem. Vậy thì mình sẽ lấy được cái xám cô 5. Đó, vậy là đó là mình truyền. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại thêm cái cho anh em xem. Đó. Thì cái thực truyền này thì có nhiều anh em luyện được, nhiều anh em luyện chưa được. Và nhiều anh em cũng bỏ cuộc luôn. Rồi bây giờ như thế này. Đây, lấy được cái xám cô 10. Đây. Đây. 1 2 và 8. Nha, rồi, đặt lên nào. Đầu chia 1. Cái này thứ hai nè. Đặt xuống đây thì chúng ta đẩy ra, tôi chỉ rút 1 2 3 4 6 7. Đây, lá 8 và là lá 10. Thì tới đây thì đặt xuống đây đẩy ra cái nữa rút thì mình lấy lại được
À, đó anh em thấy vậy thì đây là cái cách truyền lấy bài. Thì có nhiều anh em hỏi là học căn truyền là bài đâu lấy, thì có rất là nhiều cách lấy. Chúng ta lấy trên sân nha, chúng ta lấy bằng bài điểm, bài kính, đó, bài máy, đó, đơn giản như thế. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cách cầm bài như thế này. Đây, đặt xuống như thế này. À, bình thường nha, con cái đặt theo như thế này. Tại vì tay của mỗi anh em, mỗi người khác nhau, tay lớn tay nhỏ, có nhiều anh em cái tay rất là dài. À, cho nên mà khi luyện thì luyện theo cái đôi tay của mỗi người. À, thì thái dạy, thường thái dạy thì thái luyện theo cái đôi tay của mỗi người, không bắt buộc phải giống mình. À, thấy tay có dài cũng ngắn, bắt buộc thì nó sẽ khó. Anh em cầm bằng như thế nào thì luyện như thế đó. À, rồi cầm như thế này, khi chúng ta cầm ở đây thì ở đây là một cái điểm gì đây, ở đây thẳng vô đây ra đây nó sẽ có một cái góc vuông, đúng không? Khi chúng ta bài cái cầm như thế này. À, đây, đây, rồi chúng ta lắc nhẹ qua cái này đó, nó sẽ lại ra, nó đặt vô đây góc này. Đây, như thế này, con trỏ đây đây, chiều đây, gỗ giữa, áp bút giữa đây. À, thì khi chúng ta ngón tay này chúng ta đừng có để sâu xuống dưới này, mà chúng ta để lên như thế này luôn. Đây là một cái điểm chịu. À, ví dụ như khi chúng ta đẩy ra thế này, à, chúng ta hút vào đó, thì cái này nè, nó sẽ chịu cái lá dưới này nè. À, có nhiều anh em đẩy ra như thế này, rút cái đầu cái lá dưới này nè, nó kéo thêm cái lá này nữa, à, rút ra cái đầu nó nằm gì nè, nằm hàng hai sao le vậy nè. À, vậy thì cái ngón này tay này nè có nhiệm vụ là chịu cái lá dưới này, bóp lại. À, và khi chúng ta chia ngón tay này nằm lên nè, tôi đẩy ra thì rút vô mà nó chưa có ngay, nó như thế này nè, thì chúng ta dùng cái ngón này chúng ta bóp lại, đập nhẹ đập nhẹ. Yeah, đập nhẹ đập nhẹ nó mới ngay được. À, rồi đây là cái điểm chịu. À, bây giờ bài ở đây đứng nè, cái này lại thế này nha. À, còn nếu như mà lại như thế này là chúng ta phải cầm như thế này, còn bây giờ cầm kiểu kiểu này thì nó như thế này. À, khi chúng ta đẩy ra, chúng ta không đẩy đẩy ngang mà chúng ta đẩy xéo ra. Đó, chúng ta đẩy ngang gì thì nó sẽ thành hình cánh quạt xuống. Đó, đấy, cầm gì mà đẩy ra nè là nó sẽ đi xuống. Chúng ta cầm theo cái tâm đi xéo lên, kéo vô. Ừ, thì trước tiên chúng ta muốn lấy được lá dưới thì chúng ta phải chỉnh cái lá trên, đặt ở đây đẩy xéo lên nè, kéo vô. Đó, anh em thấy nó lệch là bóp lên nè. Đó, đẩy ra kéo vô, đẩy ra kéo vô. Đó, đây ra, đây, đẩy ra kéo vô này. Chậm nhanh gì đó, nó phải ngay luôn. Đó, đó là lá trên. Khi ta đẩy lá trên ra, ta cầm lá trên và cái lá dưới nó cũng giống nhau, đẩy ra cầm như này, cái chỏ giữa này, bỏ xuống bỏ xuống bỏ xuống bỏ xuống. À, rồi rồi khi chúng ta đẩy lá dưới ra thì chúng ta cảm nhận đẩy được hai lá, cứ đặt tay vô như này đẩy là biết hai lá, ấn nhẹ vô là biết hai lá, đặt cái này vô điểm chịu đây, ấn nhẹ vô hai lá, đặt vô hai lá, cảm giác hai lá, hai lá. Muốn đẩy ba lá thì ấn mạnh chút xíu nữa nó sẽ ra ba lá. À, đây là một cái này nè, chúng ta cảm giác theo cái vân cái đường này, chúng ta để đứng như gì thì không bao giờ chia được nha, không có cảm giác được, hơi lài như thế này thì mới được. À, và chúng ta không lấy móng này mà chúng ta lấy cái mặt ngang cái đoạn này à, đây ấn nhẹ qua hai lá, ấn mạnh cái ba lá, muốn ấn bự nữa bốn lá, thì cái đây là cái mức độ cảm giác. À, tại sao chúng ta lại có thể lấy ba lá và bốn lá, ví dụ như là một hai ba, đây là lá bảy đó, chúng ta ấn vô cái ba lá thì chúng ta rút cái lá bảy này ra, đó là truyền lá ba. Rồi bắt đầu chúng ta nếu này đặt ra ấn được hai lá này, hai lá thì chúng ta đặt dưới đây. À, chúng ta có cái kéo ra trên vào, ấn dưới này rút ra dưới cây này. À, ngay lại
đó. Ví dụ bây giờ mình sẽ làm xéo như thế này nè anh em, đó như thế này rút vô hết đường nè, đó bóp vô cái này đập nhà bóp vô nó sẽ căng lại nè, đẩy rút đẩy rút đẩy rút đẩy đẩy rút nè, đẩy nè rút nè, đó. Khi chúng ta đẩy vô đây nè, chịu vô đây chúng ta dở ngay cái này mình đặt xuống, dở lên 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 đặt xuống, đó vậy thì nó sẽ ra. À, vậy thì chúng ta chia đây là mấu chốt, đây là cảm giác, điểm chịu là ở đây. À, cầm bài hai ngón này để cao lên, khi mình chia lá trên thì mình đẩy cho nó lướt qua luôn, lướt vòng qua luôn. Rồi khi mình vừa rút vô rồi thì nó sẽ nhóm, mình rút vô như vậy thì mình nó sẽ tự động lòi lên và mình bóp vô đó, vậy thôi. Đây đó, đó. Bóp vô đây, đẩy ra nè, bóp vô đó, đẩy ra nè, bóp vô đẩy ra nè, bóp vô dở lên đó. Đã bóp vô gì thì mình dở lên được rồi, đặt xuống lên tiếp tục. Còn nếu mình không bóp được, mình dở lên lá bài nó nhảy lên. Đó. Đơn giản. Đây. À, đây nè. Dở lên. Đặt xuống nè. Đẩy ra. À. Đó. Bình thường. Đây, đẩy ra. Dở lên. Đặt xuống. Đây. Dở lên. Đặt xuống. Thường thì chúng ta chia không cần phải xét đây. Chia khoảng chừng nửa bộ là được. Khoảng chừng nửa bộ là được. Khi chúng ta luyện thì một ngày chúng ta luyện tiếng thôi nha, đừng luyện nhiều, đi nhiều có đau tay. Rồi đặt này, đỡ lên lá trên và lá dưới nè, ấn nhẹ vô rút bóp lại, dở lên ấn nhẹ ra, dở lên đặt xuống. Đơn giản. Rồi, đây là kỹ thuật chi truyền. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Nếu thấy video này hay, hữu ích cho anh em thì hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ Lý Thái nha. Rồi, thì Thái có những giải về bộ môn lá này. Anh em nào học thì các bạn Zalo 0849 648 649. Thái dạy bao ra nghề. Rồi, chào anh em nha.